Truyện Phật giáo, tác hại của tham ái. Ngày xưa, có một chàng thanh niên phạm tội loạn luân với chị dâu của mình. Và mối tình thầm lén này đã khiến họ yêu nhau tha thiết, mặc dù đó là một tình yêu đầy tội lỗi. Người chị dâu lan chạ đã nhiều lần xúi em chồng giết chồng đi để hai người tự do hưởng hạnh phúc bên nhau. Thoạt nhiên người em không mù quáng nghe lời xúi dục thâm độc ấy, nhưng người chị dâu không nản lòng, cứ khuyến khích mãi. Và cuối cùng, người em đáng thương hại kia đã giết anh mình. Vì tình thương vợ còn quá nặng, nên sau khi chết, người chồng đáng thương ấy lại đầu thai làm con thằn lằn ở trong nhà. Và con thằn lằn này thường khi buông tay cho mình rơi xuống ngay người vợ. Người đàn bà tội ác này biết con thằn lằn là chồng mình đầu thai, nên chỉ 2-3 lần sau là thằn lằn bị giết chết. Sau khi chết, con thằn lằn vẫn còn thương vợ, nên đầu thai làm con chó trong nhà. Lúc khôn lớn, hễ mỗi khi người đàn bà ngoại tình đê tiện ấy đi đâu, thì chó ta chạy theo một bên như bóng theo hình. Bị các thanh niên trong xóm chọc ghẹo nhiều lần, họ kêu là cô thợ săn. Lòng tự ái bị tổn thương, cô ta lại giết con chó. Nợ tình chưa dứt nên chó ta chuyển kiếp làm con bò đực trong nhà vợ. Lớn lên, bò ta cứ đi theo một bên người đàn bà thâm độc ấy mãi. Lần này cũng bị các cậu trai chọc ghẹo, họ kêu là cô chăn bò. Chịu đựng không nổi với lời bỡn cợt, có tính cách phỉ nhổ ấy, cô ta lần thứ 3 giết chồng đang sống trong kiếp mang lông đội sừng. Màn tình chót sắp hạ, mặc dù vợ giết 3 phen, nhưng tình thương vợ vẫn còn dương dấn, nên sau khi bị giết, bò ta liền đầu thai vào thai bào của người vợ. Nghĩa là hết làm chồng, trở lại làm con. Sau khi sanh ra, đứa nhỏ nhớ được kiếp trước của mình, biết rằng chính tay người mẹ này đã giết mình trong 4 kiếp qua, từ khi mình còn là chồng nàng. Quá đau khổ, đứa nhỏ bắt đầu làm khó mẹ nó, nhất định không cho người mẹ đụng đến mình nó. Mỗi khi người mẹ ẩm bồng thì nó la khóc giãy giụa như mình sắp chết. Thế là chỉ có ông nội và bà nội cực khổ nuôi nấng đứa bé. Khi đứa nhỏ biết ăn, biết nói, một hôm ông nội hỏi cháu: "Tại sao cháu không cho mẹ cháu động tới mình?" Được dịp, đứa bé thuật lại hết đầu đuôi và kết luận: "Nó đâu phải là má của con, nó là người thù của con đó nội." Nghe qua câu chuyện tình đẫm máu và thấy rõ lòng dạ người đời, ông nội bèn ôm cháu vào lòng và nói: "Thôi, cháu đừng buồn nữa, ông cháu mình sẽ đem nhau đi tu." Mũi lòng ông cháu ôm nhau khóc. Ông nội thì khóc cho mối tình ngang trái của cháu, mà mới hôm nào là đứa con trai của mình. Còn đứa cháu cũng khóc, nó khóc cho ông nội mà trước đây là cha của mình phải cực khổ vì mình, khóc cho số kiếp của mình sao chóng thay đổi. Và mấy ngày sau, trong một ngôi chùa, người ta thấy một vị tăng già và một em bé sống an lành dưới bóng Phật đài. Họ trầm ngâm trong vẻ mặt thảm buồn, và dường như họ cố gắng lắm. Phải, họ cố gắng để quên đi những mối tình sa đọa, mà trong đó họ chính là những nạn nhân đáng thương nhất. Lời nói và việc làm. Có câu tục ngữ rằng nói dễ hơn làm. Chính vì vậy mà chúng ta thường nói nhiều hơn những việc mình làm. Điều này có vẻ như chẳng có gì quan trọng cho lắm. Hơn nữa, nếu ai ai cũng đều có thói quen như thế thì việc gì phải quan tâm kia chứ? Tuy nhiên, nếu bạn thực sự muốn có một cuộc sống hạnh phúc, bạn rất cần phải quan tâm suy nghĩ về việc này.
Lời nói là một biểu hiện của tinh thần. Trong lòng ta thế nào thì lời nói bộc lộ ra thế ấy. Ngược lại, khi được thể hiện ra rồi, lời nói lại gieo cấy những hạt giống tốt hoặc xấu vào tâm hồn chúng ta. Vì thế, muốn tâm hồn chân thực thì lời nói tất nhiên cũng phải chân thực. Việc nói năng tùy tiện bừa bãi có những tác hại sâu xa mà chúng ta không thể không quan tâm sửa đổi. Chúng ta có thể dễ dàng đồng ý với nhau về tác hại của những lời nói dối. Hiển nhiên là nó đánh mất đi giá trị tự thân của người nói, khiến cho mọi người không còn tin cậy vào anh ta được nữa, ngay cả khi anh ta đã từ bỏ việc nói dối. Vì thế, những gì người nói dối đánh mất đi là nhiều hơn những gì họ đạt được. Nhưng không phải ai cũng có thể thấy được tác hại của những lời đùa cợt hoặc khoe khoang, khoác lác, bởi vì chúng có vẻ như chẳng hại gì đến ai cả. Trong thực tế, những lời đùa cợt không thật hay những lời khoe khoang vượt quá sự thật chính là tiền thân của những lời nói dối. Rất nhiều người trong chúng ta đã biết qua cảm giác ngượng ngập lúng túng khi lần đầu tiên nói dối. Người nói đang đứng trước ranh giới giữa sự chân thật và dối trá, và cảm giác này giống như một phản ứng tự nhiên của bản thân để cố ngăn không cho ta rơi vào sự dối trá. Thường thì người nghe rất dễ nhận ra vẻ lúng túng ấy, để biết là mình đang bị nói dối. Tuy nhiên, nếu chúng ta lặp lại việc nói dối nhiều lần, chúng ta không còn cảm giác lúng túng ngượng ngập như lần đầu. Và chính những lời đùa cợt hay khoe khoang cũng có tác dụng xói mòn, làm mất đi cảm giác ngượng ngập lúng túng đã ngăn cản không cho ta nói dối. Nếu bạn thường xuyên đùa cợt khoe khoang quá trớn, bạn sẽ rất dễ dàng chuyển sang nói dối mà không có chút gì ngần ngại. Mặt khác, bản thân người nói không phải bao giờ cũng ý thức rõ được mình đang nói những lời không thật. Nếu ta nhận được sự tán phục hoặc tán đồng từ người khác, dần dần ta sẽ có cảm giác như mình đang nói thật. Nhưng thật ra, ta đang lừa dối chính bản thân mình. Và điều này về lâu dài sẽ khiến cho ta mất khả năng phân biệt rạch ròi giữa sự chân thật và dối trá. Một khuynh hướng rất thông thường là chúng ta luôn nói nhiều hơn mức cần thiết. Một trong những lý do dẫn đến điều này cũng là vì nói dễ hơn làm. Đôi khi chúng ta tập thành thói quen nói rất nhiều mà không quan tâm đúng mức đến những gì mình nói ra. Sự lạm phát lời nói này luôn được những người chung quanh ta cảm nhận được và phản ứng lại bằng cách đánh giá thấp lời nói của ta. Điều này cũng có nghĩa là chỉ cần ta bớt nói đi, lời nói của ta sẽ tự nhiên có giá trị cao hơn. Nhưng vấn đề cũng không đơn giản chỉ có thế. Việc nói năng tùy tiện bừa bãi còn làm ta đánh mất đi năng lực suy nghĩ chín chắn đối với từng vấn đề, thay vì tập trung sự chú ý sáng suốt để tìm ra giải pháp tốt nhất. Ta dễ dàng hài lòng với bất cứ phát biểu nào vừa chợt nghĩ ra được. Biết hạn chế lời nói một cách thích hợp, chúng ta còn tiết giảm được một năng lượng đáng kể cần thiết cho cơ thể. Cũng có thể bạn có phần nào hoài nghi về việc nói nhiều có ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng đó là sự thật. Người xưa cũng đã nhận biết được điều này nên có nói: khẩu khai thần khí tán, miệng mở ra là thần khí phải hao tổn. Tất nhiên, nói như vậy hoàn toàn không có nghĩa là chúng ta phải trở nên lầm lì ít nói. Có điều là chỉ nên nói những gì ta thấy cần thiết mà thôi. Khi chúng ta biết quan tâm hạn chế những lời nói không cần thiết, chúng ta sẽ tiến dần đến chỗ làm được tất cả những gì mình nói. Để cho lời nói đi đôi với việc làm không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng nếu ta chỉ nói ra những điều đã cân nhắc thận trọng, thì điều này hoàn toàn có thể thực hiện được. Khi nói ra với sự ý thức đầy đủ là mình sẽ thực hiện lời nói đó, chính là chúng ta đã biết sống tỉnh thức trong hiện tại mà không buông bỏ những giây phút sống của mình vào sự lơ đễnh lãng quên. Việc giữ cho lời nói đi đôi với việc làm sẽ hoàn thiện nhân cách của bạn rất đáng kể. Và điều này có thể dễ dàng nhận ra được qua cung cách mà những người chung quanh sẽ đáp lại đối với bạn. Bạn sẽ không còn mấy khi phải nghe người khác than phiền về chuyện nói dễ hơn làm. Hạnh phúc là điều có thật. Chúng ta đã cùng nhau đi qua một chặng dài trên con đường hướng đến hạnh phúc chân thật. Tôi không biết chắc là bạn có hoàn toàn đồng ý với những gì đã được trình bày hay không,
Nhưng chỉ hy vọng một điều là bạn nhận ra quan điểm về hạnh phúc chân thực nêu lên trong cuốn sách này. Hạnh phúc chân thực là sự yên vui thanh thản mà mỗi chúng ta có thể đạt đến bất chấp những khó khăn hay nghịch cảnh. Bởi vì có quá nhiều những khó khăn và nghịch cảnh trong cuộc sống này, nên chúng ta không thể để cho chúng ngăn chặn hoặc cướp mất đi niềm vui sống của ta. Bằng không, ta sẽ chẳng bao giờ được yên vui cả. Như vậy, hạnh phúc chân thực không thể phụ thuộc vào những gì chúng ta có được, mà nó hoàn toàn đạt đến bằng vào cách sống của chúng ta. Có thể chúng ta còn nghèo khó hoặc rất giàu sang, hoặc gặp nhiều may mắn hoặc có lắm rủi ro, nhưng nếu chúng ta có một nhận thức đúng về cuộc sống và biết sống hết lòng, chúng ta đều có thể đạt đến cuộc sống yên vui hạnh phúc ngay trong hoàn cảnh của chính mình. Một khi bạn buông bỏ những quan điểm sai lầm, bạn sẽ dễ dàng nhận ra được rằng hạnh phúc là điều có thực ở ngay trong tầm tay của chúng ta. Ngay tại đây và trong giây phút này, trong từng hơi thở biểu hiện sự tồn tại của ta trong cuộc sống nhiệm màu này. Mong sao những gì bạn đọc được trong cuốn sách này sẽ không góp thêm phần vào gánh nặng tri thức của bản thân, bởi người viết không hề có dụng ý đó. Những điều được viết ra ở đây hoàn toàn nhằm vào mục đích thực hành, và tôi tin chắc là bạn chỉ có thể thực sự cảm nhận được hết khi áp dụng chúng vào cuộc sống. Chúng ta gắn bó với cuộc sống này thông qua từng hơi thở. Đôi khi chúng ta không thực sự tiếp xúc được với cuộc sống bởi vì chúng ta thường lãng quên, không chú ý đến hơi thở của chính mình. Không biết có hơi thở tức là không biết có cuộc sống. Cuộc sống sẽ không là gì cả nếu không là hiện tại mà ta đang cảm nhận. Vì vậy, chúng ta không thể tiếp xúc với cuộc sống nếu chúng ta lãng quên hơi thở trong hiện tại. Có thể bạn hoài nghi điều đó, nhưng bạn không thể không nhận ra điều này. Khi không tỉnh thức trong hiện tại, bạn sẽ ngay lập tức bị cuốn hút về với quá khứ hoặc tương lai. Và thật đáng buồn là chẳng bao giờ có thể có được hạnh phúc trong quá khứ hoặc tương lai. Vì vậy, trước khi chia tay, tôi mời bạn hãy cùng tôi thử đến với cuộc sống qua chừng vài mươi hơi thở, hoặc có thể nhiều hơn nữa nếu sau đó bạn cảm thấy có sự thích thú. Trước tiên, xin mời bạn hãy mỉm cười. Bạn không cần phải nêu ra một lý do nào đó cho việc mỉm cười, chỉ một việc bạn đang tồn tại và đang đến cùng cuộc sống, như thế là đã quá đủ để mỉm cười. Bây giờ, mời bạn hãy ngồi xuống thật thoải mái. Bạn đang ở trong phòng khách ư? Cũng tốt. Bạn đang đi dạo ngoài vườn ư? Càng tốt hơn. Bạn cũng có thể là đang ở bất cứ đâu, thậm chí bạn đang đọc những dòng này trên xe buýt, không hề gì. Chỉ cần bạn hãy chuẩn bị cho mình một tư thế thật thoải mái trong điều kiện hiện có. Và giờ thì xin bạn hãy buông bỏ đi bao nhiêu băn khoăn lo lắng của những ngày qua, toan tính dự định của hôm nay. Dành trọn vẹn tâm trí cho giây phút hiện tại này, bạn bắt đầu thở vào. Khi hơi thở khoan thai đi vào, bạn không cần nghĩ đến bất cứ chuyện gì khác, chỉ biết là bạn đang thở vào. Khi thở ra, bạn cũng không nghĩ đến chuyện gì khác, chỉ biết là bạn đang thở ra. Thở vào thở ra, bạn luôn tỉnh táo nhận biết trong từng hơi thở và không để cho bất cứ suy nghĩ nào khác xen vào quấy rối. Hơi thở này là cuộc sống. Tôi đang tiếp xúc cùng cuộc sống và tôi không cần biết đến chuyện gì khác nữa. Cách chú tâm vào hơi thở như thế này có thể giúp bạn lắng động tâm trí, trở nên yên tĩnh sáng suốt trong một trạng thái không bị xáo động bởi bất cứ chuyện gì. Bạn có thể thực hành thở lâu hoặc mau, hoặc vào bất cứ lúc nào thuận tiện trong ngày. Nhưng tốt nhất, bạn nên dành một khoảng thời gian đều đặn mỗi ngày để thực tập. Bạn cũng có thể áp dụng nó như một phương thuốc an thần hữu hiệu mỗi khi bị hiện thế báo của tà dâm. Lời kể của một bác sĩ đã khai mở thiên nhãn. Người dâm tâm nặng sẽ chiêu dời những loài yêu quái háo dâm và hấp tinh quỷ tìm đến. Thời gian gần đây, người đến tìm tôi trị bệnh rất đông. Quan sát kỹ nguyên nhân thì trong số họ hết 1/3 là bệnh phát sinh do tâm dâm tà chiêu cảm. Triệu chứng thế này,
đa số bệnh nhân phát hiện mình dễ mất tự chủ, không thể khống chế. Niệm dâm đê hèn cứ khởi ồ ạt mãnh liệt, mạnh tới nỗi ngay cả lúc niệm kinh, trì chú hay bái Phật cũng bị khởi niệm xấu này. Vì vậy họ tìm đến tôi, hỏi vì sao như thế. Nếu ai thấy mình bị tình huống tương tự vậy, thì tôi xin nhắc nhở. Có khả năng bạn đã bị tà yêu trói buộc quấy nhiễu. Đây chính là điểm then chốt mà bài viết này muốn nêu lên. Bởi đấy chính là ác báo hiện thế cho người có dâm tâm, tà ý nặng. Thế thì người dâm tâm nặng sẽ chiêu cảm hiện thế báo ra sao? Khi một người khởi dâm tâm nặng, tà ý của họ sẽ chiêu dời rất nhiều loài quỷ mị đồng thanh đồng khí tìm đến. Nghĩa là những loài có dâm tâm cực mạnh, có đồng tư tưởng ô uế giống họ sẽ tụ hội bu quanh. Trong đây không riêng gì người cõi âm mà bao gồm cả loài phi nhân, súc vật, chưa kể có một số là hồ ly sở hữu công phu tà tu tìm tới. Cao hơn nữa là loài dâm quỷ, nghĩa là có đủ loài, đủ hạng, không giới hạn ác quỷ, tà thần hay súc sinh, miễn là cùng có chung khí dâm, ý dâm, tưởng dâm, chính do ác nghiệp dâm chiêu cảm mà tìm đến trói buộc, hành hạ nhau. Riêng đám hồ ly tà tu có dâm tâm nặng thường diễn ly chính đạo, bởi chúng vốn không phải là hạng rèn thiện, bồi đức, chuyên nương vào việc hấp tinh khí người để tu luyện. Vì vậy khi bắt được tư tưởng của người có tâm dâm nặng, những rung động tư tưởng này phóng ra giống như làn sóng vi ba, thì bọn chúng khoảng 2-3 tên sẽ dây lấy đương sự và từ sáng đến tối luân phiên ngủ cùng người này, nhắm vào việc rút tinh khí để tu luyện. Người bị bọn chúng dây nhiễu thường sẽ bất giác bùng khởi dâm niệm, thậm chí dù có ở trước tượng Phật cũng không kèm được tâm dâm. Tối tối thường mộng thấy hành lạc, hoặc họ không tự giác, đang ngủ cũng tự thủ dâm nên hay bị mộng tinh, di tinh. Vào ban ngày, đa số những người bị quỷ mị hấp tinh dây hãm bầu bạn thì họ rất suy, mắt lờ đờ, ưa buồn ngủ, tinh thần không phấn chấn, thân tâm mỏi mệt, khẩu khí tanh hôi, uế trượt, vân vân. Nếu thấy mình có các triệu chứng như trên thì cần lưu ý, bên cạnh bạn có thể đã hiện diện loài tà dây quanh và bạn sẽ bị chúng quấy rối không buông. Tôi e rằng các bạn sẽ lại tìm tôi nhờ khám bệnh nữa, nên xin mách phương pháp giải quyết tốt nhất là phải lập tức sám hối tất cả niệm dâm dục trong quá khứ, những lỗi nhiễm ô do, xem văn hóa phim ảnh, truyện sách xét, đồi trụy v.v. từ trên net hay băng đĩa hoặc bất cứ ở đâu. Bạn phải sám hối tất cả không được để sót và cần hạ quyết tâm từ bỏ tà dâm triệt để. Chỉ có tự mình phát dũng khí, thệ nguyện tu hành thanh khiết thực sự thì bạn mới có thể giải quyết tận cội rễ các vấn đề này. Thủ dâm luôn có quỷ hấp tinh theo sau. Tôi quen một tiểu đệ, diện mạo ủ rũ tái xanh, quần mắt đen thâm, chú hay mất ngủ và thức rất khuya. Sau đó tình cờ mà tôi phát hiện chú có thói quen thủ dâm, nên tôi đã bỏ thời gian quan sát, tìm cách giúp chú cải sửa thói tệ này. Khi tôi định tâm nghĩ đến chú một lúc, thì bỗng nhìn thấy một cảnh tượng hết sức bất ngờ. Trong lúc chú đang thủ dâm, thì phía sau chú có rất nhiều hấp tinh quỷ hiện diện. Khi chú làm trò bẩn thỉu này, thì đám quỷ tranh nhau hút tinh khí. Hơn nữa, chúng không phải chỉ có 1-2 tên thôi đâu, mà là có rất nhiều. Tôi vừa nhìn thấy cảnh này thì nhòm tởm muốn nôn. Hèn gì mà bộ dạng chú quá u ám mỏi mệt. Tôi thầm nghĩ, thật không ngờ có người ngốc đến vậy, đem tinh khí thần quý báu của mình biếu hết cho đám yêu tà. Nhìn thấy đám hấp tinh quỷ hàng ngày dây quanh chờ hút tinh khí của chú, trong lòng tôi rất khó chịu. Phải biết, tinh khí thần là nguyên liệu quý báu giúp thông minh sáng trí. Do con người ngu muội không biết nên đã sống buông thả, để mặc cho tinh hoa của mình bị thất thoát rò rỉ hết. Chỉ vì mê dài dây hưởng khoái cảm nhục thể mà cam tâm tự hủy hoại sức khỏe mình. Khi người ta thủ dâm, ngoại tình, tà dục, lan chạ thì luôn có hấp tinh quỷ chầu trực, chờ đợi dùng bữa. Những người hiểu rõ điều này ắt sẽ luôn cẩn thận, quyết giữ gìn sự trinh khiết cho bản thân, không bao giờ dám tự hủy hoại, tiêu quan tinh lực. Vì tổn hại này rất khó bù đắp. Muốn bảo tồn sức khỏe, chúng ta phải nương vào tinh khí thần. Nếu tinh khí thần không đủ thì chẳng thể sống tốt, quỷ mị cũng dễ dàng xâm hại. Ngoài ra đương sự còn bị nhiều bệnh phụ khoa, nam khoa nặng nề khó cứu chữa. Vì hiện thời có rất nhiều người do không hiểu biết mà phóng túng tà dâm
nên bị tổn hại. Tôi buộc phải viết ra bài này để cảnh báo, chỉ mong có người đọc xong, chịu tin và phát tâm sám hối những lỗi, những nghiệp tội đã tạo, nguyện triệt để từ bỏ thói xấu, được vậy mới có thể hồi phục chánh khí, trăm tà chẳng xâm hại. Đối diện khổ đau. Nếu chúng ta muốn có hạnh phúc chân thật trong cuộc sống, chúng ta buộc phải chấp nhận một sự thật là cuộc sống đầy dẫy những khổ đau. Chúng ta không thể tránh né, càng không thể loại trừ được hết những khổ đau trong cuộc sống. Chúng ta cần phải biết cách đối diện, nhận thức và chuyển hóa chúng. Cuộc sống đầy dẫy những khổ đau, cho dù ta có là người may mắn nhất trong nhân loại, ta cũng không thể tránh khỏi những nỗi khổ nhất định. Sự hiện hữu của những khổ đau đã bắt đầu ngay từ lúc chúng ta mở mắt chào đời. Chúng ta sợ phải chết, nhưng tất cả chúng ta đều phải chết. Chúng ta yêu thích tuổi thanh xuân tươi đẹp tràn đầy sức sống, nhưng tất cả chúng ta đều bất lực nhìn tuổi già đến dần. Chúng ta cố tránh né bệnh tật, nhưng rồi tất cả chúng ta đều cũng không tránh khỏi. Chúng ta mong muốn được sống bên cạnh những người mình thương yêu, nhưng rồi bằng cách này hay cách khác, chúng ta vẫn phải chia tay với từng người trong số họ. Với phần lớn trong chúng ta, thì sự thiếu thốn vật chất ở một mức độ nào đó cũng luôn là nỗi khổ. Chúng ta quay cuồng, vật lộn với cuộc sống và rất hiếm khi chúng ta tự thấy mình đã có đủ những thứ mình cần. Còn có thể kể ra rất nhiều khổ đau mà chúng ta phải thường xuyên đón nhận trong cuộc sống. Chính vì vậy, có người đã phải thốt lên rằng hạnh phúc là sự tạm dừng của những đau khổ. Nhưng điều này không thật sự chính xác, vì nếu như thế thì sẽ chẳng bao giờ chúng ta có được hạnh phúc, vì chẳng hề có một phút giây nào mà đau khổ trong cuộc sống này có thể tạm dừng. Thay vì mong đợi sự tạm dừng của đau khổ để có được đôi chút hạnh phúc mong manh ngắn ngủi, chúng ta hãy đối diện và nhìn sâu vào bản chất của đau khổ. Khi hiểu rõ được bản chất của chúng, ta sẽ có thể chấp nhận và chuyển hóa. Chỉ khi đó, chúng ta mới có được hạnh phúc thật sự. Hầu hết những khổ đau của chúng ta đều xuất phát từ sự mong cầu đi ngược lại tự nhiên. Chúng ta mong muốn điều gì đó, và bất kể là những mong muốn ấy có hợp lý hay không. Hay nói đúng hơn, chúng ta không chịu nhìn sâu vào bản chất của sự vật để có thể thấy được sự vô lý của chính mình. Một cô gái đau khổ vì yêu thương một chàng trai nhưng không được đáp lại. Chàng trai kia không có lỗi gì cả. Chàng hoàn toàn có quyền lựa chọn người mình yêu thương. Nhưng cô gái đang yêu không có đủ sáng suốt để nhận ra điều đó. Cô đau khổ vì sự sai lầm trong nhận thức của chính mình. Nỗi đau khổ của cô chỉ có thể chấm dứt khi nào cô đối diện được với nó và nhận ra nguyên nhân thật sự, như bao nhiêu người khác đều có thể nhận ra. Vào một buổi chiều đẹp trời, chúng ta dạo chơi trong một công viên nào đó, ta có thể thấy những cơn gió thoảng qua và có những chiếc lá vàng rơi rụng xuống. Chiếc lá đã sống trọn một cuộc đời rất đẹp. Từng phút giây tồn tại, nó đã cống hiến trọn vẹn cho sự chuyển hóa dòng nhựa nguyên thành nhựa luyện để nuôi cây. Lá sinh ra từ cây, nhưng trong một ý nghĩa khác, vì lá đã nuôi sống cây nên lá cũng là mẹ của cây. Hết một đời mình, lá rơi rụng về với lòng đất, lại tiếp tục chuyển hóa thành phân mục để nuôi cây. Ngày mai, có thể lá lại được sinh ra thành một chồi non mới. Trong bức tranh sinh động này, chúng ta có thể thấy rõ quy luật của đời sống. Mỗi người chúng ta là một chiếc lá trên thân cây cuộc đời. Ta không thể tồn tại mãi mãi, nhưng ta có thể sống thật trọn vẹn đời sống của mình. Ta sinh ra từ cuộc sống, nhưng ta sống có ích cho cuộc sống, và trong ý nghĩa đó, ta cũng góp phần tạo ra cuộc sống. Thế nhưng, hầu hết chúng ta không hài lòng với việc trở về lòng đất như chiếc lá kia. Ta đau khổ vì ta không nhận ra và chấp nhận quy luật tự nhiên của cuộc sống. Tất cả những thực thể sống đều sinh ra và chết đi. Chiếc lá sinh ra và chết đi. Đóa hoa hồng sinh ra và chết đi. Nhưng những vật vô tri giác như một tảng đá chẳng hạn, không có sự sinh ra và chết đi theo cách như thế. Chúng chỉ được hình thành và hủy hoại theo thời gian,
Chúng không có sự sống và sự chết. Chúng ta phải lấy làm hạnh phúc, được sinh ra và chết đi. Vì chỉ như thế ta mới thực sự được trải qua một đời sống nhiệm màu. Nếu chúng ta hiểu rõ được vấn đề và chấp nhận sự thật về sống chết, chúng ta sẽ thấy những giây phút được sống của mình càng có giá trị hơn. Mỗi một nỗi khổ đau đều có nguyên nhân của nó. Nếu chúng ta biết suy xét để nhận ra những nguyên nhân sâu xa và đích thật, ta sẽ có thể chấp nhận và chuyển hóa nỗi khổ đau thành năng lực thúc đẩy ta nỗ lực sống tốt hơn. Cơ thể chúng ta không rắn chắc như sắt đá, nên một đôi khi ta mắc phải bệnh tật, điều ấy là tự nhiên. Hiểu được điều đó, ta càng biết quý trọng và cảm nhận niềm vui trong những lúc được sống khỏe mạnh, không bệnh tật, càng cố gắng giữ gìn sức khỏe một cách tích cực hơn, tránh xa những thức ăn uống hoặc những cuộc chơi bời có hại cho sức khỏe. Chúng ta cũng có thể nghĩ về tuổi già như một động lực để sống tốt hơn trong những ngày còn trẻ. Những thương tổn về tình cảm cũng gây cho chúng ta nhiều đau khổ nếu chúng ta không biết cách đối trị với chúng. Khi gánh chịu những sự bất công, xúc phạm hoặc khinh miệt, chúng ta thường ôm ấp những thương tổn đó như những vết thương trong tâm hồn, và chúng ta đau khổ vì chúng. Nếu chúng ta biết mở rộng lòng và học được những cách ứng xử rộng lượng hơn, cảm thông hơn, chúng ta sẽ có thể hiểu và chấp nhận những sự bất công, xúc phạm hay khinh miệt ấy theo chiều hướng tốt đẹp hơn, và không để chúng làm thương tổn đến tâm hồn ta. Trong hầu hết trường hợp, người ta cư xử một cách bất công hay thô bạo là xuất phát từ sự thiếu hiểu biết, hoặc là thiếu hiểu biết về cách sống, hoặc là thiếu hiểu biết lẫn nhau. Nếu chúng ta đáp lại bằng sự thù hằn, căm giận, bản thân chúng ta cũng rơi vào chỗ thiếu hiểu biết. Cả hai bên đều đau khổ. Ngược lại, nếu chúng ta hiểu được và cảm thông với sự thiếu hiểu biết của người khác, ta sẽ có khuynh hướng tha thứ hơn là tức giận. Chúng ta có làm thay đổi được người khác hay không? Điều đó còn tùy nơi năng lực cảm nhận của họ. Nhưng bản thân chúng ta thì chắc chắn sẽ tránh được thương tổn trong những trường hợp này. Khi chúng ta đau khổ, nếu ta biết nghĩ đến những đau khổ của người khác với sự cảm thông và chia sẻ, nỗi đau của chính bản thân ta sẽ được giảm nhẹ. Ngược lại, sự trách móc, oán giận chỉ càng làm tăng thêm nỗi đau mà thôi. Chúng ta phải chấp nhận một thực tế là cuộc đời không sao tránh khỏi những khổ đau. Nhưng trong một chừng mực nhất định, cách hiểu và nhìn nhận vấn đề của chúng ta có thể làm vơi đi đáng kể mức độ đau khổ đối diện với từng nỗi khổ đau, và tìm hiểu rõ nguyên nhân sâu xa của nó có thể giúp ta có thái độ đón nhận một cách tích cực hơn. Ngay cả khi chúng ta đang hứng chịu một nỗi khổ đau nào đó, chúng ta vẫn thấy tự tin và ít bị thương tổn hơn. Trong nhà, ai cũng đều có ít nhất một chiếc gương soi để làm duyên làm dáng, chỉnh chu lại trang phục dáng vẻ của mình. Nhưng ít người biết rằng ở cõi địa ngục cũng có một chiếc gương khác đầy huyền bí. Tương truyền, nó được gọi là gương soi nghiệp, chuyên dùng để soi chiếu nội tâm của con người. Xưa nay vô cùng chuẩn xác, ai cố tình làm việc xấu đều bị soi thấy, còn nếu chỉ là vô ý thì chiếc gương này sẽ không soi ra. Trời nắng chang chang như đổ lửa, một mình Chu Giới Như lóp ngóp dưới cánh đồng không một bóng người. Xung quanh cũng chẳng có lấy một bóng cây để ông có thể trú chân. Ông nheo mắt, ngước nhìn mặt trời đang lên chín ngọ, khẽ lấy vạt khăn lau vội những giọt mồ hôi rơi lã chã như tắm. Đúng giữa ngọ, 12 giờ trưa, ông cũng đã thấm mệt, bụng réo ào ào, chân tay bủng rủng rã rời như người bị tháo khớp. Ông men theo con đê đất đỏ quạch, bước thấp bước cao, định bụng về nhà ăn miếng cơm lót dạ. Nhưng đi mãi, vẫn chưa về đến nhà. Đột nhiên, ông thấy đầu mình quay như chong chóng, chẳng còn phân biệt được đông nam tây bắc. Trời đất chao đảo, quay cuồng trước mặt. Rồi ông ngã xuống, ngất lịm giữa con đường vắng vẻ.
Đến tờ mờ tối, ông mở mắt ra thì thấy mình vẫn nằm nguyên chỗ đó. Xung quanh vẫn là đồng không mông quạnh, bát ngát, gió thổi mát mẻ vi vu, vô cùng êm ái và dễ chịu. Nhìn tứ phía, chẳng thấy một con đường nào. Ông loay hoay, không biết phải đi đâu về đâu. Đột nhiên, ông nhìn thấy xa xa có mấy chục người đang tiến về phía trước, bèn bám theo sau. Những người này thật kỳ lạ, nam nữ, già trẻ, lớn bé, giàu nghèo, sang hèn đều có cả. Không hiểu là họ đang rủ nhau đi đâu mà ai nấy mặt buồn rười rượi, chẳng nói chẳng rằng. Mà họ đi thật nhẹ, cứ như lướt trên mặt đất. Ông phải chạy hụt cả hơi mới theo kịp. Đàn bà con gái thì xõa tóc, che gần kín khuôn mặt. Ông cố bắt chuyện chào hỏi với mấy người trong số họ, nhưng chẳng ai thèm trả lời, như không nghe thấy ông nói. Chu Giới Như rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, ở lại không xong mà đi cũng chẳng đành. Trời ngày càng tối hơn, nếu ở lại đây thì lát nữa trời tối hẳn, ông phải biết xoay sở thế nào. Thế là ông đành lặng lẽ đi theo họ. Mọi người đi tới một nha môn, ông cũng nối gót theo vào. Ông choáng ngợp trước cung điện rộng mênh mông, hai bên trái phải đều là những dải hành lang quanh co chạy dài tích tắp. Lúc này trời đã tối hẳn, những chiếc đèn lồng đo đỏ đung đưa theo dãy hành lang. Chu Giới Như bỗng thấy ơn ớn lạnh, nơi này có vẻ âm khí nặng nề. Tiểu Lại, sai nha, trong bộ trang phục cổ xưa cứ chạy đôn chạy đáo, dường như đang hối hả nghênh giá một vị đại quan nào đó vào an tọa trong đại điện. Ông đang nhớn nhác nhìn quanh, thì đột nhiên thấy một cánh tay nắm chặt lấy vai mình. Ông giật mình thẳng thốt quay đầu lại nhìn, thì nghe người kia hỏi, sao ông lại tới đây? Phải mất vài giây, Chu Giới Như mới định thần lại được. Ông đưa mắt nhìn thì hóa ra là Trương Hằng Chiếu, một người bạn của ông. Nhưng thật lạ lùng, chẳng phải ông ấy đã mất được mấy năm rồi sao? Sao lại có duyên hội ngộ ở nơi này? Chẳng lẽ đây là... Ông giật bắn người, sợ hãi, tim như sắp rơi ra khỏi lồng ngực, toàn thân run rẩy. Ông chợt nhớ lại bóng dáng giật giờ của đám người khi nãy, một luồng hơi lạnh toát chạy dọc khắp sống lưng. Bảo sao nơi này âm u tịch mịch, âm khí nặng nề, ngột ngạt đến vậy. Đèn lồng đỏ lập lòe, dập dờn như ma chơi. Lúc này ông mới biết đây là địa phủ. Suýt chút nữa thì ông ngất liệm, Trương Hằng Chiếu nhìn ông mỉm cười bảo, ông đừng sợ, hãy bình tĩnh lại nào. Trương Hằng Chiếu tiếp lời, thi thoảng cũng có một vài linh hồn của người sống đi lạc tới đây, Diêm Vương có gặp cũng không trách tội ông đâu, nhưng e rằng khó tránh khỏi sẽ bị truy hỏi vài câu. Chi bằng ông ngồi trong sảnh, đợi khi thoái đường tôi sẽ tiễn ông đi. Tôi cũng muốn hỏi thăm xem chuyện nhà cửa của tôi dạo này thế nào. Chu Giới Như chưa ngồi ấm chỗ thì Diêm Vương đã thăng đường. Ông lén nhìn qua khe cửa thì thấy mấy chục người cùng đi với ông ban nãy đều lần lượt bị thẩm vấn, nhưng nghe không rõ họ nói gì. Chỉ thấy người thì chau mày ủ dột, người thì lại rưng rưng muốn khóc, người thì nước mắt lưng tròng. Nhưng cũng có người trông rất điềm nhiên, có người lại khẽ mỉm cười. Có lẽ lúc này công tội phân minh, ai nấy đều có những vui buồn đang xen lẫn lộn với nhau. Sau đây, mỗi người lại tiếp tục một cuộc hành trình mới, sướng khổ khác nhau. Lại thấy một người đàn ông cao lớn, lông mày hất ngược lên trên, trông rất dữ tợn. Ông này có vẻ như đã từng làm quan lớn hay đại gia tại Dương Gian. Ông rất hiên ngang, một mực hùng hổ tranh biện với Diêm Vương, dường như không phục với tội danh mà Diêm Vương phán xét cho mình. Diêm Vương nhấc cánh tay lên khỏi mặt bàn, xua tay một cái, từ bên trái cung điện đột nhiên xuất hiện một chiếc gương to đùng, dài hơn một trượng. Đó là một chiếc gương hình bầu dục, được bao quanh bởi một vầng sáng. Nhìn vào trong, thấy cả vũ trụ bao la, thầm thẳm, những vị tinh tú đang xoay chuyển giữa các hành tinh. Kỳ lạ là chiếc gương ấy không hề có giá đỡ mà vẫn cứ lơ lửng trên không.
Diêm Vương nhìn thẳng vào người đàn ông nọ quát lớn: "Người có biết cô gái này không?" Người đàn ông nhìn chằm chằm vào chiếc gương. Trong gương xuất hiện một A Hoàng còn khá trẻ, tay bị trói ngược ra sau, vẻ mặt khiếp sợ lộ rõ trên khuôn mặt non nớt của cô. Chiếc roi da liên tiếp quật vung vút vào da thịt, vào mặt, vào cổ, vào bất cứ chỗ nào trên người cô một cách lạnh lùng. Cô gái kêu lên đau đớn, chiếc roi quật rách quần áo cô, có thể thấy vài nơi trên cơ thể cô đã hằn đỏ và tím bầm như những vệt máu lớn. Ai nấy đều kinh sợ, không hiểu cô A Hoàng này đã làm điều gì sai trái mà bị ông chủ đánh đập tàn nhẫn tới mức như vậy. Lúc này, Diêm Vương mới lên tiếng: "Sao người lại đánh đập con cái người ta ra nông nỗi này?" Người đàn ông đáp: "Nó là A Hoàng nhà ta, nó đánh vỡ chiếc bình ngọc mà ta tốn mấy nghìn lạng bạc mới mua về được, chịu tội như vậy là đáng lắm." Y vẫn vênh mặt, không chịu khuất phục. Diêm Vương nói: "Được, nếu ngươi còn chưa phục thì hãy xem đây." Diêm Vương lại vung vạt áo lên, một tia chớp vụt lóe lên, trong chiếc gương hiện ra cảnh một cô gái xinh đẹp đang thổn thức trên giường vì bị làm nhục. Lúc này, người đàn ông biết không thể chối cãi được những tội lỗi do mình gây ra, bèn cúi đầu nhận tội. Diêm Vương cho sai nha lôi người đàn ông ra ngoài. Những người có mặt ở đó, ai nấy đều sợ xanh mặt. Không ngờ nhiều chuyện, cứ ngỡ rằng chỉ có mình biết quỷ thần không hay, mà nay lại hiện rõ ra mồn một như giữa thanh thiên bạch nhật. Một lúc sau thì Thoái Đường, Trương Hằng Chiếu tới hỏi tình hình con cháu trong nhà. Chu Dế Như nói sơ qua vài lời thì Trương Hằng Chiếu đã xua tay mà rằng: "Thôi, ông đừng nói nữa, chỉ khiến tâm thêm phiền, ý thêm loạn." Chu Dế Như hỏi: "Chiếc gương ban nãy có phải là gương soi nghiệp không?" Trương Hằng Chiếu nói: "Đúng vậy." Chu Dế Như lại hỏi: "Gương bình thường chỉ soi được hình ảnh đứng trước nó, cái gương này sao lại có thể soi được cả những sự việc đã làm trong đời như vậy?" Trương Hằng Chiếu nói: "Gương của con người chỉ soi được hình ảnh cơ thể bên ngoài, còn gương thần lại soi được những thứ ẩn sâu trong tâm họ. Khi người ta làm việc gì đó, thiện hay ác, trong tâm mình đều minh bạch cả. Một khi đã minh bạch rồi, thì trong tâm sẽ luôn nghĩ tới điều này. Trong tâm luôn nghĩ tới chuyện này thì sẽ lưu lại hình ảnh về chuyện ấy. Cho nên chỉ cần soi một cái là toàn bộ hiện ra hết. Nếu vô tình phạm lỗi, bản thân họ cũng không hay biết thì không thể soi thấy. Bởi vì họ sẽ không để tâm tới chuyện ấy, nên cũng không có hình ảnh của chuyện đó lưu lại trong ký ức." Diêm Vương khi xử án tại địa phủ chỉ nhìn vào tâm của con người, xem việc đó là vô tình hay cố ý, rồi từ đó mới phân ra thiện ác. Ông phải minh bạch được điều này, nên ngay khi chưa thực sự làm một việc xấu ác nào đó, mới chỉ nào đó. Thiên đàng và địa ngục. Hầu hết các tôn giáo đều có những khái niệm tương tự như là thiên đàng và địa ngục, mặc dù không hoàn toàn giống nhau. Nói một cách khái quát nhất, hai khái niệm này được đưa ra nhằm mục đích răn đe điều ác và khuyến khích điều thiện. Tôi chưa thể nói chắc với bạn là có thiên đàng hoặc địa ngục ở một cảnh giới nào khác sau khi chúng ta chết hay không, nhưng tôi có thể đoan chắc là có thiên đàng và địa ngục ngay tại đây và trong cuộc sống hiện tại này. Chỉ cần bạn tỉnh thức nhìn sâu vào mỗi giây phút sống của chính mình và thực sự cảm nhận, bạn sẽ thấy rõ được thiên đàng và địa ngục. Hơn thế nữa, nếu bạn chưa làm được điều này, có lẽ bạn chưa thể nào đạt đến một cuộc sống hạnh phúc chân thật. Nếu bạn chưa từng thực tập một đời sống tinh thần đủ để quan sát chính mình, điều đó cũng không hề gì. Tôi mời bạn hãy cùng tôi quan sát bất kỳ một người nào đó trong cơn nóng giận điên cuồng của họ. Một điều mà chúng ta có thể bắt gặp hầu như không khó khăn lắm trong cuộc sống này. Hãy nhìn kỹ vẻ mặt của người ấy, hãy nhìn và so sánh. Bạn sẽ thấy không có cách mô tả nào hay hơn là hình dung một ngọn lửa nóng khủng khiếp đang nung đốt trong con người ấy.
Chúng ta vẫn thường dùng cụm từ lửa giận hoàn toàn xuất phát từ sự liên tưởng rất dễ nhận thấy này. Nhưng không chỉ là vẻ mặt, hãy quan sát những hành vi và lắng nghe ngôn ngữ mà người ấy sử dụng. Có thể là bạn sẽ vô cùng ngạc nhiên nếu đó là một người bạn đã từng quen biết, bởi vì hành vi và ngôn ngữ của họ không có vẻ gì giống với con người bình thường mà bạn quen biết. Họ như bị thúc bách, chi phối bởi những sức mạnh kỳ lạ khiến cho họ trở nên hung bạo gần như vô lý, và thậm chí nhiều khi còn đưa ra những lập luận mà người tỉnh táo không ai có thể chấp nhận được. Và đó cũng chỉ mới là những gì được biểu hiện ra bên ngoài. Rất tiếc là bạn không thể nhìn thấu vào nội tâm của người ấy. Nhưng lần tới đây, khi bản thân bạn rơi vào một cơn giận dữ, và nếu bạn còn có thể nhớ lại, bạn sẽ có thể tự quan sát những cảm xúc nội tâm của mình. Trong cơn nóng giận, tâm hồn ta dường như đã hoàn toàn thay đổi. Ta bị nhấn chìm trong những cảm xúc nóng nảy khó chịu. Ta không còn khả năng cảm nhận được vẻ đẹp, không còn khả năng lắng nghe người khác. Nói chung, ta không còn là chính ta nữa. Khi rơi vào một tâm trạng như thế là ta đang rơi vào địa ngục hay quả ngục. Ngọn lửa sân hận vô hình đang thiêu đốt ta mà không sao dập tắt được. Tùy theo mức độ của cơn nóng giận, ta sẽ rơi vào những tầng địa ngục khác nhau với sự nung đốt khác nhau. Không chỉ là tâm trạng nóng giận, những sự nghi ngờ, thù hận, ghen ghét, đố kỵ, mặc cảm, tội lỗi đều là những cửa ngõ đi vào địa ngục. Tâm hồn ta sẽ triền miên trong đau khổ nếu ta luôn sống trong những tâm trạng tiêu cực đó. Và thiên đàng cũng không xa lạ, mà chính là khái niệm đối kháng của địa ngục. Thật ra chỉ cần ta tránh không rơi vào bất cứ một cửa nẻo địa ngục nào, mỗi giây phút hiện tại quý giá này đều sẽ là thiên đàng trong cuộc sống. Khi chúng ta nhận thức được điều này, chúng ta sẽ thấy mục tiêu nhắm đến trong cuộc sống của mình không chỉ còn là những thành quả về vật chất. Trong thực tế, những thành quả vật chất tuy là cần thiết, nhưng phải được xem là thứ yếu so với những tiến bộ về tinh thần. Tôi đã từng được biết nhiều người có thu nhập thấp nhưng sống rất vui vẻ hạnh phúc. Ngược lại, có những người khác giàu có và thành đạt nhưng có cuộc sống rất nặng nề khổ sở. Nói như thế không có nghĩa là sự thành công về vật chất ngăn cản những tiến bộ tinh thần của bạn. Nếu có thể đạt được cả hai thì thật là lý tưởng, nhưng thường thì chúng ta rất hiếm khi được may mắn đến thế. Vì vậy, nếu phải chọn lựa một hướng phấn đấu cho cuộc sống của mình, hy vọng là bạn sẽ không chọn những nẻo đường đi vào địa ngục. Ông hàng xóm hung dữ. Đây là chuyện tôi nghe bà nội kể. Người trong cuộc hiện vẫn còn sống, hơn nữa đang cư ngụ tại Cố Hương Nam Đầu, ở cách vách nhà tôi. Nội dung câu chuyện là thế này. Ông hàng xóm kế nhà tôi có ba anh em, thấy đều tàn tật, một người điếc, một người câm, một người què. Thân phụ của họ hồi xưa cũng là láng giềng bà nội tôi. Nghe nói tính ông nóng nảy ác độc, ưa hành hạ, ngược đãi loài vật. Do ông sinh ba trai đều bị tàn tật cả, nên rất phẫn nộ, bất bình, oán trời, trách đất. Vì quá thắc mắc, nên một ngày nọ, ông đi hỏi thần để tra cho rõ nguồn cơn, cuối cùng được đáp án thế này. Nguyên nhân là hồi xưa, lúc chưa kết hôn, nhà ông có nuôi một con heo nái đang mang thai, nó sổng chuồng chạy đi. Vốn tính hung bạo, sẵn trên tay đang cầm con dao phảng cỏ, ông liền vung lên, bổ vào con heo nái. Con heo kêu thất thanh thảm thiết, ngã lăn ra giãy đành đạch, phun máu mạn vong. Ổ heo con trong bụng cũng tuôn máu đầm đìa và chết luôn. Xem như một đau của ông kết liễu tới mấy mạng. Do ông đã gieo gốc họa bắt nguồn từ đó, vì vậy mà ngày nay sinh liên tiếp ba trai đều tàn tật. Đứa con bị điếc của ông hiện giờ cũng là láng giềng ở quê tôi, sau này cũng sinh ra ba trai, thì đã có hai người bị lãng tai, nghển ngãn, chỉ còn duy nhất một người là bình thường. Riêng ông này biết ăn chay trường và rất siêng năng bái Phật. Nghe nói
phần hai anh em lãng tai kia, con cái họ sau này cũng bị ngũ quan khiếm khuyết, tai chân tàn tật. Qua câu chuyện này có thể thấy, quả báo sát sinh rất đáng sợ. Theo lời bà nội tôi, câu chuyện nhân quả này là ngàn thật, muôn thật. Tạp chí Thanh Đức, số 44, 15 tháng 1 năm 1983, Tăng Chánh Huệ. Giữa tôi và Bồ Tát. Việc này xảy ra vào cuối năm 2003, lúc đó tôi làm hướng dẫn du lịch tại công ty Tam Á ở Hải Nam. Hàng ngày, tôi phụ trách lái xe đưa rước khách, chở họ tham quan đảo hay các thắng cảnh. Lúc đó tôi rất ưa tụng chú Đại Bi. Mỗi khi lái xe, tôi thường mở đĩa tụng chú Đại Bi. Các du khách cũng rất thích nghe, đặc biệt là những người già, họ càng ưa dữ. Ngày ngày tôi mở nghe không biết chán. Đối với tôi mà nói, chẳng cần học thuộc chi, tôi nghe mãi đến nhuyễn dừ, cũng thường lẩm nhẩm tụng theo nơi miệng. Đây có lẽ là thiện căn nhiều kiếp. Có lần tôi đi du ngoạn phố cổ Phượng Hoàng ở Hồ Nam và ở chơi tại đây 3 ngày, sau đó chuẩn bị ra phi trường đáp máy bay về nhà. Sáng hôm đó khí trời không tốt, mưa xối xả, tôi bận lo thuê xe, tài xế đòi giá 350 đồng. Sau đó chúng tôi cùng đi ra phi trường. Dân Hồ Nam ai cũng biết, tuy cảnh ở đây có núi non xinh đẹp, nhưng nếu mưa lớn sẽ tạo thành chướng ngại tai ách cho lữ khách, nghĩa là lái xe mà gặp lúc trời mưa thì cực kỳ nguy hiểm, vì bùn đá trên núi chảy xuống sẽ gây sạt lở hoặc làm tắc nghẽn đường. Không những cản trở giao thông mà còn làm cho xe tan người mất. Tôi là khách viễn phương nên đâu có rành gì chuyện ở đây. Hễ lên xe rồi thì ngồi nhắm mắt lại, lòng không ngừng tụng chú Đại Bi. Tôi rất ưa tụng chú, không có bất kỳ mục đích chi, cũng chẳng để cầu chi, chỉ tụng theo thói quen, hễ rảnh là tụng vậy thôi. Cũng chẳng hề biết là tụng chú sẽ đem đến cho tôi điều gì hay hơn. Tóm lại, mang tâm tư hoan hỷ, tôi cứ tụng chú Đại Bi không ngừng. Cũng có thể nói là có lẽ chú Đại Bi đem đến cho tôi cảm giác bình an, khoái lạc. Thế thôi. Từ phố cổ Phượng Hoàng đến phi trường đi mất 3 tiếng. Khi xe rời Phượng Hoàng được 40 phút, thì xảy ra chuyện. Do đất cát trên núi bị mưa lớn tạo thành dòng chảy mạnh mẽ, khiến đất đá rơi ào ạt xuống, còn nhắm thẳng vào xe chúng tôi công phá, khiến mặt trước và sau của xe đều mớp nát. Kính xe bị vỡ, xe hư hại nghiêm trọng, nhưng may mắn là tôi và tài xế bình an. Lúc đó trong lòng tôi hoàn toàn không có chút sợ hãi, còn nghĩ thầm, hôm nay số mình thật hên, gặp đại nạn hiểm ác mà thoát khỏi, không bị mạng vong. Vài năm sau, nhờ nghiên cứu Phật Pháp mà tôi hiểu rõ, té ra không phải số tôi may, gặp đại nạn được thoát chết, mà chính nhờ Bồ Tát Quan Âm đã âm thầm gia hộ. Ngài biết bệnh tôi có nạn này và đã cứu sống chúng tôi. Vì trong chú Đại Bi từng giảng, Bồ Tát Quan Thế Âm phát đại nguyện cứu chúng sinh, khi đó Ngài từ sơ địa thăng lên thập địa, ngàn mắt ngàn tai là biểu hiện cho lòng đại bi đại từ của Bồ Tát Quan Âm. Nhìn thấy chúng sinh ở đâu bị khổ nạn thì Ngài đến đó trợ giúp. Trong kinh nói, nếu ai chí thành tụng chú Đại Bi thì sẽ luôn được Bồ Tát Quan Âm gia hộ. Điều này là ngàn chân muôn thật, tuyệt đối chẳng nên hoài nghi. Có lẽ bạn không tin và cho đó là tình cờ mà tôi được bình an. Vậy thì tôi xin kể một chuyện nữa để chứng minh là Bồ Tát có ngó đến tôi. Chuyện mới xảy ra gần đây, con gái tôi thì lên cao trung, tuy thành tích học tập thuộc loại trung bình, nhưng nó rất chăm học và có chí. Nó luôn ao ước mong được thi vào ngôi trường nổi tiếng ở trung tâm thành phố. Vì chúng bạn hiền lương, phẩm hạnh cao, chim nương loan phượng cũng bay xa. Nếu gặp môi trường hoàn cảnh tốt, thì việc học tập và phẩm hạnh sẽ được thăng hoa. Trước lúc thi, con gái tôi hướng giáo sư chủ nhiệm trình bày chí nguyện
và điền tên ngôi trường nó muốn thi vào là Trung học chuyên khoa Thượng Hải. Đây là một ngôi trường nổi danh, tiêu chuẩn tuyển sinh rất cao, rất khó thi vào. Giáo sư vừa xem qua đã trợn mắt kinh ngạc. Ông dòm nó từ đầu tới chân, rồi bảo: Chắc trò bị điên rồi, thành tích học tập bình thường như trò không có vào nổi trường này đâu. Vì vậy, ông thẳng thừng từ chối. Nhưng con gái tôi không chịu thua, nó lại điền tên một trường khác, cũng ở trung tâm thành phố, nhưng tiêu chuẩn chiêu sinh cực kỳ khắt khe và khó hơn ngôi trường trước đó nữa. Trường này hoàn cảnh học tập cực kỳ thượng đẳng, quy tụ nhiều giáo sư giỏi, phẩm hạnh tư cách rất cao. Đã có rất nhiều danh nhân xuất sinh từ trường này, nhiều gia tộc tiếng tăm lẫy lừng cũng cho con theo học trường này. Giáo sư chủ nhiệm thấy nó ghi như vậy, thì nghĩ là bệnh điên của nó đã hết thuốc chữa, bèn phán: Thôi được, cho trò tội nguyện. Dù sao ta dám khẳng định là trò chẳng thi vào đây nổi đâu. Nhưng thôi, cứ cho trò mơ mộng hão huyền một chút vậy. Có tôi không cũng ráng mà chịu nghe. Con tôi về nhà, lòng rất không vui. Nó ức ức khóc kể với tôi: Ba ơi, giáo sư chủ nhiệm khinh thường con. Ông cười nhạo khi thấy con ghi tên mình vào ngôi trường đó. Nhưng thực sự là con có cố gắng, con đã phấn đấu không ngừng mà. Tôi vỗ về an ủi nó: Con gái cưng à, cổ nhân thường nói có chí thì nên, con có hoài bão cao thì chịu khó siêng năng học tập, bà nghĩ nhất định sẽ được như ý nguyện mà. Đây gọi là đạo trời bù đắp cho người có lòng. Bà hứa sẽ hỗ trợ vì con làm nhiều việc thiện, rộng tích âm đức để hồi hướng phúc lành đến cho con. Suốt thời gian con bé thi, tôi giữ đúng lời hứa. Thường ngày cứ 2 giờ sáng là tôi thức dậy tụng kinh niệm Phật. Nhưng mấy ngày này tôi phải vì con bé cung kính tụng kinh Kim Cang, nguyện đem công đức này đặc biệt hồi hướng cho nó. Bởi kinh Kim Cang là khai mở đại trí huệ. Tôi hy vọng con gái mình sẽ tiêu trừ ác nghiệp, tăng trưởng phúc huệ, được Phật gia hộ. Vào khóa tụng tối, tôi chí thành tụng chú Đại Bi, nhất tâm nhất ý cầu Bồ Tát Quan Thế Âm gia trì cho con bé, khiến nó được toại nguyện. Một tuần trước khi có kết quả thi, tôi nằm mơ thấy Bồ Tát Quan Âm báo mộng, nước con tôi thi được 597 điểm. Sáng ra, tôi lập tức báo tin mừng này cho vợ và con hay, bọn họ chẳng ai chịu tin. Con gái tôi còn nói: Lần này thi đậu hay không, con chẳng dám nghĩ tới nữa. Vì môn văn con làm không đạt lắm, không đạt. Chuyện kể của cảnh sát pháp y. Tôi là một cảnh sát y khoa tư pháp, người ta thường gọi là pháp y. Tôi cung cấp tư liệu giám định y học cho 2 pháp viện và 4 chi nhánh công an tư pháp. Nói đơn giản một chút, nếu ở đâu xảy ra án mạng thì chở xác đến chỗ chúng tôi để chúng tôi nghiệm thay kiểm tra, tìm ra nguyên nhân tử vong, rồi ghi lại báo cáo đầy đủ, giao cho pháp viện hay cục công an. Con người có sinh ác có tử, nhưng nguyên nhân chết có đủ dạng, đủ kiểu, khó mà tưởng tượng nổi. Khi chúng tôi lập biên bản báo cáo, hành sự rất nghiêm túc, kỹ lưỡng, phải phân tích nguyên nhân chết, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết, nguyên nhân phụ, tổng kết nguyên nhân tử vong. Sở dĩ tôi giải thích nhiều về thuật ngữ chuyên môn là muốn nói xã hội chúng tôi đối với cái chết luôn có giải thích đúng đắn, hợp pháp. Thí dụ như, có một ông già hơn 70 tuổi bị xe điện đè tông, đập đầu vào cục xi măng bên đường rồi chết. Kiểm tra thấy phần đầu tổn thương, xương sọ bị vỡ dẫn đến tử vong. Trong đây, đầu bị thương là nhân căn bản, sọ bị ảnh hưởng là nhân trực tiếp. Hệ thống miễn dịch rối loạn là nhân phụ. Nhưng giải thích như thế thực sự là cung cấp đáp án đủ cho vấn đề trọng đại: vì sao người ta chết hay chưa? Tôi làm ở Viện Pháp Y 26 năm. Đối với hiện tượng này, luôn cảm thấy hoang mang, khó hiểu.
bởi cũng đồng bị thương như thế, mà có người chết, có người sống. Nghĩa là có người bị thương rất nhẹ lại chết, còn bị thương trầm trọng khiến ai cũng tưởng tiêu đời, lại phát sinh kỳ tích sống được. Sau này khi tôi tiếp xúc với Phật pháp, có được chút hiểu biết về đạo rồi, thì đối với các vấn đề này đều có thể lý giải. Tử vong là một phần trong thế giới này, là điểm kết thúc của đời sống. Nếu như nhìn từ góc độ này, chúng ta có thể hiểu rõ chân tướng của tử vong. Những năm gần đây, tôi đối với các vụ án mình thụ lý, thường để tâm điều khiển thấu đáo và ghi lại tỉ mỉ. Càng tìm hiểu, càng thấy rõ cái chết không hề phát sinh ngẫu nhiên, mà nó chứng minh hùng hồn, xác thực về lý nhân quả. Tôi thường gặp quyến thuộc người chết nhìn tôi đau khổ, khóc lóc. Vì sao hắn lương thiện như vậy mà lại lìa đời quá sớm? Vì sao cái ông kia làm gì việc xấu quá mà hưởng thọ lâu vậy? Vì sao một người suốt đời cẩn thận hay gặp tai ba dạ gió? Vì sao người đi đường đến đoạn sơ ý, dù có bị xe tông lại chẳng hề hấn gì? Tôi nghĩ sở dĩ có những oán trách này đều là do họ chẳng minh bạch nhân quả. Trước tiên xin kể vụ án làm cho tôi nhức ốc, ưu tư khốn đốn. Chính vụ án này đã đẩy tôi đến với Phật môn. Tuy án không phức tạp, nhưng do thời gian điều tra kéo dài, nên tôi tương đối nhập tâm. Vụ án cặp vợ chồng chết thảm năm 2002. Một chàng trai 28 tuổi, nửa khuya ra tay giết hại hai đấng sinh thành hơn 60 tuổi của mình. Cặp vợ chồng già này đang say ngủ thì bị con trói gô ở trên giường. Sau đó y cắt cổ họ, máu văng chảy dính tường, rơi vương vãi. Hung thủ ngay trong đêm đó đã chạy trốn, rồi bị bắt tại một khu phố nhỏ ở miền Nam. Hung thủ đã kết hôn, có một con trai. Ngay đêm xảy ra án mạng, cô vợ do hôm trước nổ ra tranh cãi nên giận dỗi bồng con về nhà cha mẹ đẻ, nhờ vậy mà tránh được ác mộng thảm sát. Xem bề ngoài thì đây là vụ án rõ ràng, có chứng cứ vô cùng xác thực. Viện kiểm sát đã lấy khẩu cung, toàn bộ chứng cứ hoàn chỉnh, có đủ vật chứng, nhân chứng, tất nhiên phải nghiêm trừng, mau chóng phán quyết. Lần xét xử đầu, án tử hình lập tức được phán ra, nhưng luật sư biện hộ nói rằng phạm nhân bị thần kinh nghiêm trọng và yêu cầu tiến hành giám định thần kinh để xét xử sau. Thời gian điều tra kéo dài, do kết quả chưa rõ, vì vậy mà án cứ kéo dây dưa, cuối cùng phải hoãn án tử hình, để 2 năm sau chấp hành. Luật sư của hung thủ lại khiếu nại tiếp nữa, nhưng bị bác bỏ. Xem như tới chung thẩm thì phán quyết xong, án này kết thúc. Kể thì nghe nhanh gọn như vậy, chứ thực tế tính ra án này kéo dài tổng cộng 4 năm. Tôi phải nhọc nhằn điều tra tỉ mỉ, lấy chứng cứ đến 7-8 lần, hồ sơ tư liệu tích lũy dày cộm. Hung thủ là con trai duy nhất trong gia đình, từ nhỏ được cưng chiều, tính tình cực kỳ hung dữ. Hung thủ kết hôn xong vẫn ở chung với cha mẹ, thường hay tranh cãi luôn. Mấy ngày trước khi xảy ra án, cha mẹ cùng vợ hung thủ đã nổ ra xung đột tranh chấp. Sau đó hung thủ đòi cha mẹ cho tiền mua nhà, nhưng cha mẹ nói tạm thời không có tiền và chê trách con trai là hạng bất tài vô dụng, không lo làm việc, khiến họ mất mặt với láng giềng. Điều này đã khơi gợi ác niệm giết người nơi hung thủ. Thế nhưng, nhiều đây có đủ để giải thích cho động cơ giết người của hung thủ chăng? Trên thế giới này, những đứa con được cưng chiều biến thành gỗ nghịch, nay lại sinh tranh chấp cùng gia đình, liệu có bao nhiêu? Vì sao hung thủ cứ khăng khăng muốn giết cha mẹ mình như thế? Trong hồ sơ, tôi phát hiện một đoạn khẩu cung cực kỳ kinh tâm. Hung thủ thành thực khai báo như vậy: "Tôi muốn giết họ từ lâu rồi, vì họ rất là vô dụng. Kêu cho tiền mua nhà mà cũng không cho nữa. Giết quách đi, để làm cái gì? Tôi thảo kế hoạch từ mấy tháng trước lận. Vì họ là cha mẹ của tôi,
mình cũng không muốn để họ chết quá đau đớn. Đầu tiên tôi nghĩ nên cho họ uống thuốc đầy, nhưng đi mới được có nửa đường, chưa ra tới tiệm thuốc thì thôi, quay về. Vì nghĩ thuốc đầy sẽ thiêu đốt ruột gan. Sau đó tôi hoạch định sẽ chở họ đến hồ nước chơi, sau đó dìm chết họ. Nhưng tôi lại không thực hiện được. Cuối cùng suy nghĩ tới lui, tôi thấy chỉ còn cách cắt cổ là hay nhất, không quá đau đớn, lại chết mau nữa. Khi tôi nghe xong đoạn khẩu cung này rồi, thì kinh hãi đến lạnh xương sống. Giết cha mẹ mà hắn bày tỏ điềm nhiên như thể giết gà vịt. Điều tra tỉ mỉ xong, tôi càng hết hồn khi phát hiện thêm tình tiết này. Cặp vợ chồng nạn nhân có mở một lò giết gà, họ làm ăn buôn bán trên thị trường rất phát. Lúc đầu ra chợ điều tra, do chủ hàng gà bị giết, người ta cho là cửa hàng này bị xui, làm ăn không may, nên ai cũng bỏ đi không thèm thuê. Căn cứ theo những người ở bên cạnh thuật lại, thì hai vợ chồng nạn nhân khi hành nghề thường đem gà sống trói lại hết, treo lên dây thép. Sau đó, họ kẹp chặt đầu gà, dùng dao cắt cổ nó. Máu gà cũng không bỏ phí, bán rất được tiền. Suốt đời, họ nhờ sống bằng nghề này mà trở nên giàu có. Nghe nói kỹ thuật cắt cổ gà là do tổ tiên họ truyền lại. Sở dĩ tôi nhớ kỹ việc này, vì đây là vụ án khiến cho tôi bắt đầu có niềm tin đối với tôn giáo. Lúc mà mọi phân tích có được giải thích hợp lý, tôi càng tin sâu luật nhân quả và khắc cốt ghi tâm khi hiểu rõ nguyên nhân. Tối đó, hầu như suốt đêm tôi không ngủ, do người chết cả đời hành nghề cắt cổ gà, nổi tiếng sát sinh có kỹ thuật, bởi họ cắt cổ như vậy, cho nên mới chiêu ách nạn bị đứa con trai duy nhất của mình cắt cổ lại. Báo ứng này không khiến cho chúng ta kinh tâm động phách sao? Lời người dịch. Dịch tới đây tôi sực nhớ tới câu chuyện kể của một pháp lữ quê ở Hà Nội. Gần nhà cô có một đôi vợ chồng nọ, chuyên sống bằng nghề mổ heo bán thịt, kinh tế rất khá. Họ có đứa con trai độc nhất khoảng 15 tuổi, tính rất hiền. Hôm nọ thằng bé đi học về, nó bỗng ra tay giết chết song thân và xẻo thịt họ ném lung tung trên nền nhà. Sau đó nó bỏ đi lên lầu ngủ. Khi công an đến bắt, thằng bé vẫn còn ngái ngủ. Mọi người đều kinh hoàng vì cảnh thảm sát này và không sao giải thích được nguyên do. Xin để quý vị suy ngẫm. Giờ mời quý vị xem tiếp câu chuyện khác của viên cảnh sát pháp y. Câu chuyện thứ hai, kết cục bi thảm của giám đốc Triệu. Chúng ta thường quan niệm chết là xấu, là đáng sợ, nhưng có trường hợp không được chết mới càng khốn khổ, thống thiết, là hình phạt nặng nề. Chú út của bạn tôi, bạn bè đều biết tôi tin Phật. Do chơi thân nên hễ có thắc mắc gì về Phật giáo đều hỏi tôi hoặc kể cho tôi nghe các việc xảy ra trong gia đình họ. Hôm nay tôi xin thuật một chuyện trong số các câu chuyện của bạn tôi. Hy vọng quý vị đọc xong sẽ tăng thêm vô hạn tín tâm tốt lành. Việc này xảy ra lúc tôi lên đại học. Hôm đó dùng trưa xong còn dư giờ, tôi định đi tìm bạn bè trò chuyện, thì đột nhiên gặp chị B. Chị vỗ vào vai tôi, hỏi: Nghe nói bạn đạo Phật hả? Phải. Thế là chị B hứng thú, hỏi tôi mấy điều về Phật Pháp. Lúc đó tôi rất bất ngờ và cao hứng. Bất ngờ là vì chị B và tôi vốn không quen thân, quan hệ sinh viên trong trường chỉ ở mức ăn cơm với nhau vài lần. B biết tôi tin Phật, chỉ biểu lộ sự tôn trọng thôi. Còn cao hứng là vì B không phải tín đồ Phật giáo mà giờ đây lại tỏ vẻ thích thú muốn tìm hiểu. Khi đó, tôi hỏi B. Vậy sao muốn tìm hiểu Phật giáo vậy? Không còn cho đây là mê tín phong kiến nữa hả? Thế là chị B kể cho tôi nghe câu chuyện có thực xảy ra cho chú của mình. Chú út của B là một người sống rất đạo đức, tính tình cao thượng, phẩm hạnh hiền lương, ông nghiêm trì ngũ giới, tinh tấn tu, bao năm như một ngày, là một người được các bạn đạo hết mực tôn kính. Hồi trẻ chú ra nước ngoài làm việc, hoàng thiên chẳng phụ lòng người tốt, cuối cùng chú thành công, có sự nghiệp vẻ vang,
khi chú Út trở nên giàu sang rồi thì liền bảo lãnh song thân và vợ con ra nước ngoài sinh sống. Chưa bao giờ chú ý mình giàu mà xem thường bà con nghèo. Chú luôn luôn cư xử với mọi người hòa nhã, thân thiện, khiêm cung. Nhưng mà một Phật tử thiện lương như chú đột nhiên bị bệnh ung bướu, mà lại là thời kỳ cuối nữa chứ. Việc này giống như là bom nổ trong nhà, khiến người thân của chú đều chấn động, không ai muốn tin. Một người tốt như chú lại bị ác báo như thế à? Thậm chí có người bắt đầu hoài nghi Phật Pháp, trách ông trời không có mắt, vì sao thiện nhân không được thiện báo. Nhưng chú Út của B vẫn thản nhiên, vì hiểu tất cả đều là nhân quả, nghiệp chướng đời trước. Ngay lúc bác sĩ tuyên bố bệnh của chú không còn chữa được nữa, chẳng những chú rất bình tĩnh mà còn an ủi thân nhân bạn bè. Tuy là chú không nỡ bỏ mặt cha mẹ, vợ con, nhưng một khi vô thường đến, mấy ai có thể trốn thoát được. Chú tu trì thời khóa bền bỉ, mấy mươi năm như một ngày, trọn bề hành thiện tích đức, vậy mà bây giờ lại gặp phải ác báo này. Ai cũng trách trời già bất công, nhưng chú thì không hề khởi tâm oán trách chi, còn nghĩ rằng cho dù mình có sắp chết thì cũng phải tận dụng thời gian còn lại mà sống cho tốt, nghĩa là cư xử với mọi người nghĩa tình hơn, ráng làm thiện thêm cho nhiều, rồi sau đó thì nhất tâm niệm Phật cầu vãng sinh. Bỗng một việc đặc biệt bất khả tư nghị phát sinh. Ngay lúc B kể, tôi nghe mà còn không dám tin, nhưng đây là chuyện có thật đã xảy ra. Hôm nọ, chú Út cùng gia đình đi siêu thị mua đồ. Trong lúc chú đang dạo tới lui trong siêu thị, thì tự dưng cảm thấy chóng mặt, hoa mắt và mơ hồ nhìn thấy một ông lão mặc y phục trắng đang tiến về phía chú. Ông cầm lên một quả trong hàng trái cây, bảo chú: "Hãy ăn mau trái này nha, phải ăn ngay nha." Lúc chú Út há miệng định hỏi vì sao thì ông lão đã biến mất. Lập tức thần trí của chú tỉnh lại, ngạc nhiên hơn là thấy trái quả kia đang nằm trong tay mình. Chú Út nhìn quanh kiếm tìm và vội hỏi người thân: "Có nhìn thấy ông lão mặc y phục trắng không? Mới thấy ông ta rõ ràng ở đây mà giờ đâu mất tiêu rồi?" Cả nhà đều nhìn chú ngạc nhiên, cùng đáp là không thấy ai cả, chỉ thấy chú cầm trái cây trên tay và tự lẩm bẩm một mình mà thôi. Sự việc này quả rất khó hiểu. Chú không nói chi nữa, vội chạy ra cổng siêu thị mua loại trái cây này đem về nhà ăn. Lúc đó chú cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Nào ngờ chứng ung bướu thời kỳ cuối mà bệnh viện tuyên bố hết chữa được. Nhưng sau khi chú ăn loại trái quả bình thường, lai lịch bất minh kia rồi, thì tế bào ung bướu hoàn toàn biến mất, bệnh giờ vậy được lành. Việc này, khoa học giải thích sao đây? Sau việc lạ xảy ra đó, toàn gia chú Út bắt đầu tin Phật vô cùng, đồng hiểu là nhờ Bồ Tát U Uẩn ngầm cứu mạng chú, việc này gây xúc động sâu xa đến những người thân trong nước lẫn ngoài nước. Cũng nhờ vậy mà tôi biết được chuyện và viết ra để chia sẻ cùng mọi người. Liên Hoa Tiểu Bính.